Vâng, xin chào các bác. Hết loa Kara Anh Quốc 3190, tôi lại có hàng của 2190. Loa này thì lần đầu tiên tôi quay giới thiệu các bác. Tôi cũng đã bán hai đôi loại này rồi. Cách đây khoảng một tuần tôi đã bán hai đôi loại này. Thì lúc đấy tôi không quay video cũng như không quay lên giới thiệu các bác. Mà tôi nhập về tôi để ở nhà, có khách đến hỏi thì tôi đã bán. Ở đợt này nó về nhiều thì tôi quay lên giới thiệu các bác. Bởi vì loại 3190 đợt này thì tôi cũng bán hết hàng. Chắc phải đợt thời gian tới chắc nó mới có thể có. Còn đây trước mắt các bác là những đôi loa 2190 của Anh Quốc, hàng xịn luôn. Bởi vì hàng xịn này, đặc thù hàng xịn là rốn này, gân này, cái màng loa là nó có cái sần này lên. Cấu hình thì nó chỉ kém cái đôi 3190 là nó gồm một bát. À, nó chỉ có một bát, còn 3190 thì nó là hai bát hai tép. Loa này thì là nó có một bát và hai tép. Đây, một tép ở bên hông đây, như này. Có nghĩa đầu bên kia nó sẽ không có loa, nó chỉ có ba loa trên một thùng. Như vậy thôi. Ba loa trên một thùng. Cái đôi loa này tôi bán giá là 5,5 triệu đồng một đôi. Loa cũng rất nặng. Cấu tạo của loa bát và loa tép giống hệt 3190, nó chỉ khác nhau về kích thước nhỏ hơn một xíu thôi. Với lại nó kém so với loa kia là một bát thôi, nên công suất nó sẽ nhỏ hơn, là 8 ohm và 200W. Thì đặc thù của loa này ấy, nghe bát, nghe tép cũng rất hay rồi. Nó đặc thù nó so với 3190 là nó sẽ dễ ghép âm ly hơn, nó sẽ không cần phải cái âm ly khỏe như là 3190. 3190 thì các bác phải dùng cái loại 506 hoặc là những cái âm ly có sò nhiều hoặc là cục đẩy thì mới chơi được. Cái đặc thù cái âm ly này, à đôi loa này thì nó chỉ cần nhá, cái loại Jaguar 203, 3 la mã hoặc 203A, 203N như kia là nó đánh được. Nghĩa nó không cần phải âm ly qua gấu mà chỉ cần âm ly karaoke bình thường là nó phang được. Bởi vì nó công suất không quá lớn. Loa đều rất đẹp nha, hàng xịn. Tất nhiên đẹp thì nó vẫn phải có vết xước, nó không thể tránh khỏi vì nó là hàng cũ, hàng bãi. Nhưng sơ qua là góc cạnh nó còn đẹp, không lở loét. Đấy là tôi muốn nói, bởi vì không phải tôi bán hàng mới tinh. Hàng mới tinh mà bóc thùng xốp cho các bác thì nó mới góc cạnh còn không vết xước. Nhưng mà hàng này thì nó vẫn phải có vết xước là chuyện rất bình thường. Các cái loa của châu Âu thì nó đều làm hai cầu, nhưng mà mình về mình sẽ chỉ đấu vào đỏ đen thôi, bởi vì nó nối với nhau. Kể cả hai cầu các bác cũng nối trên xuống dưới, nối thông vào nhau. Đấy, mặt sau của loa đây. Đâu tôi xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 đôi. Hiện tại nhà tôi đang có 6 đôi 2190. Loa này thì tôi nói luôn là nếu mà nhà tôi có loa này thì các khách đến sẽ không mua loa Nhật như đằng kia. Loa Nhật đây à, B và B kia. Bởi vì loa này nó hay hơn rất nhiều, bát nó căng, tép nó nhiều, nó hai tép cơ mà. Bát nó đánh rất khỏe. Lên hai đôi vừa rồi tôi lấy về khách đến thấy cái là bốc luôn. Mở lên là thuyết phục ngay. Nó chỉ kém so với 3190 là nó thiếu một, nó kém một bát so với 3190 thôi. Còn hay trong tầm giá và hay hơn rất nhiều so với những cái loa BMB bát 20 hoặc Pioneer mà tôi bán. Tôi có cả BMB kia hoặc là Pioneer kia nhưng mà thua xa về chất âm so với loa này. Mặc dù giá nó chỉ chênh nhau một ít thôi. Đôi này 5,5 triệu, đôi BMB bát 20 tôi bán 4,8 triệu. Nhưng mà tại sao tôi vẫn phải bán? Bởi vì hàng này nó không phải nó có thường xuyên. Tôi phải bán đủ các loại loa, có loa này loa kia. Giả sử bán xong loa này thì mình lại không có nữa, lại phải có loa kia. Nó tùy theo nhu cầu của khách và cũng tùy theo lượng hàng, cái nguồn hàng mà tôi có. Tôi đấy, tôi cũng phải nói thật, giả sử loa này thì nó sẽ hay hơn loa kia. Nhưng mà giả sử mà không có loa này nữa thì loa kia khách mà có nhu cầu thì khách vẫn mua hoặc là đợi. Đấy là tùy theo nhu cầu. Đôi này thì nó sẽ không khỏe bằng 3190 được. 3190 đây, tôi chưa gói đi gửi hết đâu. Đây tôi vẫn có đây, nhưng mà đây là hàng khách đã đặt hết tiền rồi. Đây gửi đi thôi. Nó không khỏe bằng 3190. Nhưng 3190 thì đòi hỏi các bác phải những cái âm ly rất khỏe mới đánh được. 506 hoặc cục đẩy, âm ly nhiều sò. Còn loại này thì nó chỉ cần loại 4 sò là nó phang tốt rồi.
gân này, gân cao su nha, còn nguyên zin nha, nguyên zin từ lúc sản xuất nha. Bảy loa này nó không sản xuất quá lâu, nó chắc chỉ tầm mười mấy năm trở lại đây thôi. Nên gân này nó một cái là gân nó tốt, hai là gân nó không quá lâu nên nó vẫn tồn tại. Mà kể cả sau này các bác nhỡ tay làm nó rách đi thì thay gân cao su khác vẫn ok. Quan trọng cái củ loa và cái phân tần trong không? Củ loa xịn. Thế thôi. Xin nhắc lại là 5,5 triệu đồng một đôi, hàng ship toàn quốc. Các bác mua hàng đặt cọc tôi khoảng 2 triệu là tôi gửi hàng đi. Phí vận chuyển tất nhiên là người mua phải chịu rồi. Bởi vì hàng tôi nhập về là tôi cũng phải chịu phí vận chuyển. Và giả sử phí vận chuyển tại sao các bác phải chịu? Bởi vì giả sử các bác đi đến cửa hàng tôi, nếu ở xa, nếu ở tỉnh lẻ đi ra tỉnh Hà Nội hoặc tỉnh khác đến Hà Nội thì phải mất công đi lại đúng không? Mất tiền đi lại. Nên các bác không đi lại thì người khác mang đến thì mình phải chịu phí vận chuyển. Nhưng mà tôi tại sao tôi cứ hay phải nhắc lại trong video? Bởi vì cũng rất nhiều người mơ hồ cái chuyện là ai chịu phí vận chuyển. Như tôi giải thích như thế thì các bác sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng mà bắt buộc tôi vẫn phải, thỉnh thoảng tôi vẫn phải nói, để tránh cái trường hợp là giả sử hàng gửi đến nhưng mà khách không hiểu rõ lại bảo là sao anh không chịu phí vận chuyển, sao tôi phải chịu đến những phận chuyển, thì nó phiền hà sau này. Nên mọi thứ tôi đều nhắc rõ. Và cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm cạnh đường Lê Trọng Tấn và cạnh đường Quang Trung Hà Đông, có tuyến tàu điện trên cao, hay giáp ngay ngã tư Văn Phú, giáp cái chỗ 290 Quang Trung Hà Đông. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ rất nhiệt tình các cái sản phẩm mà tôi bán trong thời gian vừa qua. Gần như là hàng bây giờ tôi bán không xuể, không có sức người để bán. Xin cảm ơn các bác, sự chân thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại.